toang, một cú toang sâu. Khóc ra máu rồi anh ơi. Sao mày sợ cái Tôi gì ép đi rừng em buồn cười. ơi, người ta biết chơi thì sao, TS đi rừng lên đồ đánh tay. Mày phải nhìn mặt tích cực, tao khắc chế được hết cái bọn bên kia còn gì nữa. Tao outplay trừ con Thre, trừ con Raven ra thì tao outplay được hết thì còn gì nữa. Thằng Cường bên kia kìa, thằng Kha'Zix bên kia là thằng Cường đây. Kiểu gì nó chả nhả anh em mình game. Đấy, gia vị cái kìa, nó thằng Cường lúc nick khác nó vào đánh rồi này, gia vị này. Gia Ôi quả vị là này. 2 triệu thông thạo. Cái gì 2 triệu thông thạo? Raven. Mày nhìn đi kìa. Twitter Fate đi rừng 200.000 thông thạo kìa. Tao thề mày thằng 2 triệu thông thạo tao vào tao cạo đầu nó, danh con Raven này. Mấy cái thằng đánh nhiều chắc gì đã hay. Mà mày có biết là nhá, cái W của con con Poppy không counter gì để con Raven cả, nhưng cái E của con Poppy thì lại counter để con Raven, nó không nhặt được dìu. Hay lắm Nhưng mà em ơi. nó lao vào Nó cái giữa hàng giạt xoáy với giạt cả cái ra. có hất được không anh? Có cản được anh không? Như nào, nó bấm lồng đèn thì tao W thì nó bị khựng lại đó. Thằng Thread kích hoạt lần Q thứ hai từ án tử tao cũng khựng nó lại được. Ông mà bọn nó cản được anh không? Cái lưỡi hái xoáy với Được cái dìu xoay gì ấy. được được được, hai cái đấy cản được. Tự dưng đang đói nói đến cái gì cũng thèm, tầm này bây giờ mà có cái đĩa thịt vịt quay mà chấm với xì dầu ăn đến bún thì mẹ nó lại là ăn vào cái dòng gọi là royal chứ, nó lại là quý tộc. Không thì cho xin thêm bát măng tiết nữa được thì tuyệt vời đấy, thèm thế. Thôi ra lấy tạm nước lọc uống vậy. Bây giờ mà có cái món bảo bối đấy, cái món bảo bối của Doraemon mà có cái cây mà trồng xong rồi cái quả của nó là mình nghĩ cái gì thức ăn gì là ở trong cái quả ấy là thức ăn đấy thì phải thích nhở. Anh ước Mà thế, ước ước có luôn cái túi rồi nhanh. điên à, anh ước có Doraemon làm bạn luôn thì nguyện kiếp này chỉ làm bạn với Doraemon tầm này. Đây này, lút cán đây này. Mẹ thằng Thread quay lại kéo tao đi. SGD mà chạy à, Thread. Fan hâm mộ SGD đây này, kéo tao đi. À, nó kéo anh thật em ơi. Nó kéo anh thật em ơi. Em chỉ cần ước có cái đồng hồ ngưng động thời gian thôi là Đừng có ngưng quá động rồi. đấy, thằng thằng toàn béo chắc chắn xem GAV nhiều, xem mấy cảnh ngưng động nhiều thì mẹ ước có đồng hồ ngưng Mà động vãi gì nè. Ngưng động thời gian gì, tao tao biết cái thể loại phim ấy rồi, tao xem suốt nhưng mà cái phim ấy không hay em ơi. Đây này. Anh em này choáng, anh em này chói đấy. Thì mày chúng mày mày cứ đứng hở chân một phát nữa thôi tao chặt chân mày luôn được The Raven đó. Mày điên à? Dừng nó ở trên rồi nhá. Đây em ơi. Thằng điên này. Thằng điên này. Nội tại. Mẹ lợn đất này. Ơi thứ tư. Ủa đang mic đam. Tệ lắm toàn béo. Chúc bạn buổi tối vui vẻ. Cái gì mà GAV không có ngưng động thế, ông Lam Sơn Hoàng này kén rồi. Tối về tôi gửi link cho. Cái ngưng động thời gian là một trong những cái cực kỳ nổi tiếng của GAV mà ông nói thế tôi buồn, thật sự buồn. Có mùi rồi, có mùi rồi. Phản ganh nhẹ nghe. Hình như đủ Hello. đam rồi. Đấy, nghe có mùi đủ đam mà. Nhìn là biết mà. Trời ơi, kéo thế này thì toang sâu luôn. Tới anh ơi. Địch cũ. Chạy nhanh rồi, thằng này đi ở sông chạy nhanh. Ôi ôi. Toàn thế. Tệ quá, team mình đánh mỗi anh đánh hay tệ thế. Bọn nó hết công nghệ rồi đấy. Hai thằng này hết công nghệ, hết cả mana rồi, đánh đi đánh đi đánh đi đánh đi.
Thế cho nó vuông. Ấy. Thiếu đam kìa. Thiếu đam kìa. Thì bây giờ ta không nên giữ cái trụ này thì cũng ngáo. Ô ăn lìn rồi. Ăn lìn rồi. Từ từ Toàn ơi, đông rồi nha. Ở dây, dây còn đi thua rồi. 4 4 giây nữa tôi giết nốt thằng Ari cho các bạn xem này. Đệt. Rồi sao? Ra đây, ra đây. Má đi, mày gặp thằng phá game. Đây, được rồi. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn report thằng này trong một nốt nhạc. Cái kiểu mà out game trắng trợn, nó có chửi bới gì không ở MA? Ông anh ơi, chết out luôn. Mày hơi sai lầm thì mày lại phá game, mày có tao thì mày lại sai lầm quá rồi người anh em dây à. Cool cool. Cho mày đúng cơ hội 5 phút thì mày quay lại cái game này. Thế mày tạch chuỗi à? Thì thế. Có thể làm cú 4v5 vẫn win không? Khó đấy. Phải riêng thằng dây ta cho mày đúng 5 phút để làm người. Không làm chó rồi. Không thì hồi sẽ ban nick. Xong rồi lại ngoài cái mồm lên là ê! Em có phá game đâu. Em chơi ngoài quán bị dính phần mềm thứ ba. Em có dùng phần mềm thứ ba đâu. Được, sau đây sẽ hướng dẫn anh em cách report mấy thằng phá game này. Cách report nó có vẻ chắc cú hơn một chút xíu à. Đừng có tưởng là cái trò đừng có tưởng là cái trò mà cứ lầm lì vào đánh ngu thua đường xong rồi quit thì không được, không được. Có thể đấy là mất điện, có thể là đít mạng và có thể là hết tiền net. Nhưng mà cho đúng 5 phút để quay lại game để không quay lại report chết luôn. Tốc biến anh ơi. Có chứ, điên à. Thế bạn đứng chờ mình thì nãy giờ nó ăn sắt đào à. Bố tiên sư mấy ông nhõi này. Đặt cái đáp lưu nghiệp dư thật chứ. Đây rồi. Chúng mày phá chuỗi của tao. Ôi. Thôi xong rồi, toàn rồi, toàn rồi. Phá chuỗi. Đấy, nhiều khi tôi cũng cần, đâu có cần một thằng đường trên biết chơi đâu. Tôi chỉ cần một thằng đường trên này thua đường nhưng mà cũng không được quýt là được. Thì còn có cơ hội mà gánh, nhưng nói quýt thế này thì không thể gánh được. Rồi sao? Ơ, thật kìa, ngáo ngơ, ngáo ngơ. Ủa thế mà đéo chết. Thì tôi giết rồi nha, tôi lướt ra tôi ném nó tạo là chết luôn này. Ai à? À! Không ném, không đủ đam. Thì cái trường hợp này của tôi là cái trường hợp nó không rõ ràng lắm. Thì tức là cái người bạn thiện lành dây óc chó này là đi đường thua thì chết xong rồi quit. Theo như tôi phỏng đoán là cố tình quit game. Đó, thì tôi sẽ report như thế này. Đầu tiên là tôi sẽ bật cái này lên Facebook nha. Sau đó thì tôi sẽ vào nhóm Antifan, hội những người yêu thích xem livestream của Mạnh An này. Sau đó thì tôi sẽ có một cái bài đăng của tỉnh. Từ từ nha, lúc nãy là tôi chưa chụp ảnh thằng này. Đây, để tôi chụp ảnh. Nếu như bạn nào có G cộng thì chỉ cần làm như thế này này, Ctrl An A này. Đó, xong rồi chụp cái ảnh này lại này. Từ từ nha. Hoàn thành được chuỗi. Bình tĩnh, rồi anh sẽ đưa em lên kim cương mà bình tĩnh. Đó.
Sau đấy thì đây, vào đây, vào nhóm kín của tôi, post cái ảnh này lên. Xong rồi tag, 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 tag. Nguyễn Hữu Vượng, được chưa? Nha. Xong rồi tag cái bạn này vào. Bạn này là bạn là nắm quyền sinh quyền sát, bạn ấy nhiều bàn tay sắt vậy. Nguyễn Hữu Vượng, đó, em ơi. Sau này em sẽ vào VNTV làm cái ban với người này, Tô làm xích, cái phụ chúng đi. tô xích nhưng mày không làm được đâu em ơi, làm cái công việc này thật tỉnh táo. Được rồi, anh gửi cái caption này xong rồi anh sẽ ngồi anh kể cho mày câu chuyện. Trưa nay thanh niên đấy ngồi kể chuyện với anh đang stream nhiều người xem. Đó, em cho họ nhẹ nhàng ban một tuần nha. Bạn vĩnh viễn. Thôi mình thiện lành, ban một tuần 2.3, yêu em. Hi hi. Ok. Đấy, Nhiệt tình lắm em ạ. về cơ bản thì là như thế, thì tôi cũng chẳng có cách nào đâu. Cách này là một cái cách mà nó ngắn hơn để khiến cho một người là có hành vi tiêu cực sẽ bị ban nick. Thì trưa nay cái bạn Vượng này, bạn ngồi ăn cơm mà nói chuyện với tôi là tất cả những cái bạn mà bên cái group của anh gửi cho em về vấn đề ban nick thì em đều chưa ban ngay lập tức. Đấy, người ta làm việc có tâm đến như thế cơ mà. Em không ban chúng nó ngay mặc dù em biết chúng nó có dùng tool, em biết chúng nó phá game, em biết chúng nó hack. Bởi vì em chỉ cần nhìn lịch sử đấu chúng nó là em biết. Tự dưng một thằng 5 năm trời không chơi cogmo tự dưng lại một tuần đấy chơi toàn cogmo là em nhìn là em biết là có mùi rồi, nhưng mà em không ban. Em chờ đúng 2 ngày thì em thấy là hệ thống của bên Riot Game nó cũng ban. Đấy, thế tức là cũng cũng không cần thiết. Làm như vậy được cái gì? Làm như vậy để chắc chắn rằng là cái bạn đấy nó sẽ minh bạch hơn cho cái vấn đề ban nick. Và cái thứ hai là làm như vậy thì bạn Vượng này bạn ấy nhìn được cái hệ thống của Riot Game nó ban nó có chuẩn hay không. Chứ không phải là các ông cứ muốn là mẹ 10 giờ nó phá game là 10 giờ 5 phút là phải ban nó ngay đâu, éo có đâu các bố ạ. Người ta cần phải thu nhận cái hành vi, người ta phải thu nhận cái hồ sơ ra, người ta còn ngồi, người ta còn check chán là người ta mới ra vấn đề chứ. Các ông mẹ thua một game mà các ông có làm loạn hết cả lên, các ông muốn ban người ta thì không có, không có đâu, cứ phải từ từ. Dù sao thì cái công việc này là công việc khá là nhạy cảm, làm sai thì nó cũng không được, thế nên là cũng phải từ từ thế thôi. Tiếp,